4 giờ chiều ngày 18 tháng 8 năm 2019 và chúng tôi đang có mặt tại nhà chú Thạch tại xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc đây. Tôi có bàn giao cho hoàn thiện cho chú một chiếc sập ngũ phúc đục nho cổ 1m6. Ở đây trên màn hình đây là chú Thạch chủ nhà đây. Ở đây là xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô. Đây là chiếc sập của chúng tôi quay cho mọi người cùng tham khảo chiếc sập nhà chú. Chiếc hàng VIP này đục chạm. Chất liệu là gỗ gụ ta. Đây mặt là mặt hai lá và chúng tôi đã hoàn thiện gác ly rồi. Đây là ba chủ nhà đây. Phía trước là không gian nhà chú rất là rộng. Rất cảm ơn chú đã ủng hộ sản phẩm chúng tôi nhé. Mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám, số điện thoại là 0987 50816, website đồ gỗ tùng8.com.